Vào sáng nay, Thống đốc tỉnh Saratov của Nga, ông Roman Busagin, cho biết thiết bị bay không người lái UAV cảm tử của Ukraine đã tấn công một số tòa nhà chung cư trong vùng. Theo đó, lực lượng phòng không đã phản ứng với cuộc tấn công, nhưng xác máy bay không người lái rơi xuống đã đánh trúng các ngôi nhà ở thành phố Saratov và Engen. Một video được đăng tải trên Telegram cho thấy khoảnh khắc thiết bị bay không người lái tấn công tòa nhà chung cư 38 tầng ở Saratov, thành phố có 950.000 dân ở phía tây nước Nga. RIA Novosti dẫn các nguồn tin y tế địa phương cho biết đã có 4 người bị thương, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng và đang nguy kịch. Một chiếc UAV khác đã đâm vào một khu chung cư ở Engen. Mảnh vỡ của UAV này đã làm hư hại những chiếc ô tô đang đỗ bên dưới. Thống đốc vùng Bryansk của Nga, Alexander Bogomak, cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn hạ tại khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã đánh chặn 20 máy bay không người lái trong đêm, trong đó có 9 máy bay ở vùng Saratov. Hiện Ukraine chưa bình luận về các cáo buộc của Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine cáo buộc Nga đã triển khai một loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công khắp lãnh thổ Ukraine vào ngày 26 tháng 8. Các vụ tập kích bắt đầu vào khoảng nửa đêm và tiếp tục sau khi trời sáng. Không quân Ukraine cho biết nhiều nhóm máy bay không người lái của Nga đã di chuyển về phía đông, phía bắc, phía nam và vùng trung tâm Ukraine. Tiếp sau đó là loạt tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Có rất nhiều tiếng nổ lớn ở thủ đô Kiev.